Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hân nha. Sẽ có một số hoa giấy siêu bông ghép nhiều màu. Và đặc biệt cái dòng mới của anh chị em Golden Sunshine ha. Cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Rồi anh chào Hân. Dạ, anh chào Pháp Thác. Chào quý cô chú anh chị em trong kênh à. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mà đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn của em ha. Thì hôm nay em có lên lô giấy hoa ghép thành phẩm cho mình ha cô chú anh chị. Rồi, đầu tiên em lên cho mình cây đó là cẩm thạch cầu vồng ạ. Nhỏ gọn mini nha cô chú anh chị. Tổng tán ngang là 45. Tổng chiều cao là 40. Quỳnh cổ cho mình đây là quỳnh 12 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 12. Rồi, một em cẩm thạch cầu vồng mã số 1. Em xin giao lưu cô chú anh chị mức giá là 220 nha. 220 em cẩm thạch cầu vồng mã số 1 ạ. Tiếp tục, mã số 2 là em tím tuyết. Hoa rất đậm quý anh chị. Tổng tán ngang là 34. Tổng chiều cao là 40. Quỳnh cổ cho mình là quỳnh 11 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 11. Rồi, mã số 2 tím tuyết này em xin giao lưu của cô chú anh chị mức giá là 200 ạ. 200 ngàn cho em tím tuyết mã số 2. Tiếp tục, mã số 3 vẫn là cẩm thạch cầu vồng của cô chú anh chị. Tổng tán ngang là 40. Tổng chiều cao là 45. Quỳnh cỡ cho mình là quỳnh 12 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 12. Rồi, mã số 3 cẩm thạch cầu vồng em xin giao lưu cô chú anh chị mức giá là 220 ạ. 220 em cẩm thạch cầu vồng mã số 3. Tiếp tục, mã số 4 là một em 4 màu gồm có là trắng tuyết, tím tuyết, hồng tuyết với lại là Kajata. 4 màu siêu bông. Tổng tán ngang là 32. Tổng chiều cao là 69. Quỳnh em cho mình là quỳnh 11 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 11. Rất là đẹp ha. Rồi, mã số 4, một em 4 màu. Em xin giao lưu cô chú anh chị mức giá là 220 ha. 220 em 4 màu, mã số 4. Tiếp, mã số 5, em hồng gân. Tổng tán ngang là 42. Tổng chiều cao là 68. Quỳnh cổ chúng mình đây là quỳnh 11 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 11. Rồi, mã số 5, em hồng gân, hoa đậm, em xin giao lưu cô chú anh chị mức giá là 230. 230 em hồng gân, mã số 5. Mã số 6, một em nhiều màu ạ, gồm có là tím tuyết, tím bướm, trắng tuyết, phụng hoàng lửa, hồng gân với Anana đổi màu quý anh chị em. Dưa hấu nữa. Dạ, tổng tán ngang là 54. Để 6 bé màu. Tổng chiều cao là 84. Form gom rất là đẹp luôn. Quỳnh cỡ cho mình là quỳnh 18 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 18. Củ rất là to. Rồi, mã số 6, một em nhiều màu này em xin cho luôn cô chú anh chị mức giá là 380 ạ. 380 cho em nhiều màu. Tiếp tục, mã số 7 cũng vẫn là một em nhiều màu nha cô chú anh chị. Cẩm thạch nhiều màu. Dạ, gồm có là cẩm thạch cam cầu vồng, cẩm thạch hồng tuyết, cẩm thạch tím siêu hoa. Dạ, tím là tuyết ạ, trắng tuyết nè. Tổng tán ngang là 45. Tổng chiều cao là 66. Cây này 6 bé màu quý anh chị em. Hoành cổ đi mà là hoành 15 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành 15. Rồi, một em mã số 7, một em nhiều màu. Em xin giao lưu cô chú anh chị mức giá là 280 nha. 280 em nhiều màu mã số 7 ạ. Mã số 8 tiếp tục là em Milomatis. Tổng tán ngang là 25. Tổng chiều cao là 72. Quỳnh cổ cho mình đây là quỳnh 10 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 10. Rồi, mã số 8, một em Milomatis. Em xin giao lưu cô chú anh chị mức giá là 240.000. 240.000 em Milomatis mã số 8. Tiếp tục, mã số 9 là một cặp cẩm thạch đỏ green. Cây nguyên bản của anh chị em. Dạ. Tổng tán ngang là 35. Tổng chiều cao cũng là 35 không ạ. Rồi, cây nguyên bản green đang lên nụ này. Em xin giao lưu cô chú anh chị mã số 9 với mức giá là một cặp là 250.000. 250.000 một cặp green cẩm thạch đỏ. Cây ghép nhiều màu anh chị em. Dạ, mã số 10. Dòng siêu bông.
gồm có là tím bướm nè, tím tuyết nè, trắng tuyết nè, rượu van và hồng tuyết nè. Rồi hồng gân trên đây cho mình đó nghe cô chú anh chị. Rồi tổng đáng nghe là 45, tổng chiều cao là 85 ạ. Hoành gửi mình đây là hoành 16 nha. Ê, cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Dạ. Rồi mã số 10, một em nhiều màu, em xin logo chú anh chị mức giá là 330 nha, 330 em nhiều màu mã số 10. Tiếp tục mã số 11 cũng là những một em 4-5 màu nha cô chú anh chị, gồm có là hồng tuyết nè, nhiều màu cẩm thạch á. Dạ. Rồi có là tím siêu hoa, cầu dòng, rồi dạ 3-4 màu nha cô chú anh chị. Tổng tháng như là 38, tổng chiều cao là 74. Hoành cho mình là hoành 17 nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành 17. Rồi mã số 11, một em 3-4 màu, em xin cho logo chú anh chị mức giá là 301 nha, 301 ạ. Em mã số 11 đang rực hoa. Rồi tiếp tục mã số 12 là một em giống mới bên em nha cô chú anh chị, Golden Sunshine, còn gọi là nắng chiều quý anh chị em. Dạ. Gì hả, mình cắt ghép bo được nha cô chú anh chị. Màu nó rất là ngọt ha. Tổng tháng như là 45, tổng chiều cao là gần 1 mét. Mình gửi cho mình đây là quần 10 nha cô chú anh chị. Dạ, quần 10. Rồi mã số 12 Golden Sunshine này em xin zalo của chú anh chị mức giá là 260 ạ. Hoa đổi màu rất là ngọt. Dạ, ha. 260. Em mã số 12 hoa đổi màu này ạ. Tiếp tục mã số 13 là em hai màu, gồm có là tiểu Ấn Độ với lại là Golden Sunshine ạ. Tổng tháng nhiên là 45, tổng chiều cao là 73. Quần này cho mình đây là quần 11 nha cô chú anh chị. Dạ, quần 11. Rồi mã số 13, em hai màu, tiểu Ấn Độ và cô là hết size. Em xin zalo cô chú anh chị mức giá là 260 ạ. 260 em mã số 13. Em mã số 14, em 4 màu ạ, gồm có là Mỹ trắng, trắng lửa, trắng lửa, tím lửa, cam lửa với lại là hồng lửa, 4 màu lửa nha cô chú anh chị. Tổng đáng nghe là 45, tổng chiều cao là 80. Quỳnh cỡ cho mình đây là quỳnh 12 ạ. Dạ, quỳnh 12. Rồi mã số 14, một em 4 màu lửa này em xin zalo cô chú anh chị mức giá là 240 ạ. 240 em 4 màu lửa mã số 14. Mã số 15 tím pháp, tổng đáng nghe là 50, chiều cao là 78. Quỳnh cổ cho mình đây là quỳnh 15 nha cô chú anh chị. Dạ, quỳnh 15. Rồi mã số 15, một em tím pháp, em xin lưu cô chú anh chị mức giá là 350 ngàn, 350 ngàn em tím pháp mã số 15. Mã số 16 là một em 4 màu, gồm có là trắng tuyết, tím tuyết, hồng tuyết và này hồng gân. Dạ, hồng gân. Tổng đáng nghe là 33, tổng chiều cao là 68. Cây này có thêm màu rượu vang đó quý anh chị. Quảnh em mình là quảnh 12 nha cô chú anh chị. Cây này 5 màu, dạ, đây, rượu vang nằm đây. Rồi mã số 16, một em 5 màu, em xin zalo cô chú anh chị mức giá là 240 ạ. 240, em 5 màu mã số 16. Đặc biệt cái hoa hồng tiết và rượu vang nó hơi ná ná nhau nha quý anh chị. Dạ. Nó rất là giống á. Rồi mã số 17 cũng là một em nhiều màu cô chú anh chị, gồm có là trắng tuyết, tím tuyết, phụng hoàng lửa, hồng gân, rồi Adana, Adana, rượu vang, rượu vang á, 6 màu ạ. Tổng tháng là 49, tổng chiều cao là 85. Quần cho mình đây là quần 14 nha cô chú anh chị. Dạ, quần 14. Rồi mã số 17, một em 5 màu, 6 màu, em xin zalo cô chú anh chị mức giá là 320 ạ. 320 cho em nhiều màu ạ. Đặc biệt những cây nhiều màu này đôi khi nó chưa lên quý anh chị em, nên mình tính những cái mặt hoa có trên cây nha. Còn đôi khi về thì nó sẽ thêm màu cho quý anh chị. Dạ. Mình nữa. Rồi tiếp tục là em hai màu cẩm thạch mã số 18 nha, gồm có là cẩm thạch tím ạ, cẩm thạch trắng ạ. Này là 3 màu, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím tuyết và cẩm thạch tím lục bình quý anh chị em. À, dạ. Tổng đáng nghe là 40, tổng chiều cao là 67. Hoành cho mình là hoành 14 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành 14. Rồi mã số 18, một em 3 màu, cẩm
thịt em xin Zalo chứ anh chị, mức giá là 230 em gắm thịt đây nè, mã số 18 ạ. Mã số 19 cũng tiếp tục là một em 3 màu, 4 màu. Cũng có là hồng gân, trắng tuyết, trắng tuyết, tím tuyết, rượu vang. Rượu vang ạ. Tổng giá nghe là 42. Tổng chiều cao là 65. Quần cho mình là quần 13 nha cô chú anh chị. Dạ quần 13 rồi. Mã số 19 một em 4 màu. Em xin Zalo cho chú anh chị mức giá là 240 ạ. 240 em 4 màu. Mã số 19. Mã số 20. Một em 3 màu. Mình có là mỹ trắng, mỹ đỏ, mỹ hồng ạ. Mỹ tím ạ. Mỹ tím. Tổng giá nghe là 47. Tổng chiều cao là 74. Quần này cho mình đây là quần 12 nha cô chú anh chị. Dạ quần 12. Rồi. 3 màu Mỹ. Mã số 20. 3 màu Mỹ em xin Zalo cô chú anh chị mức giá là 270.000. Trắng hồng và tím anh chị. 270.000 em 3 màu Mỹ mã số 20. Mã số 21, một em thịt tím ạ. Chưa qua. Một cây tím tuyết. Tổng đáng nghe là 30. Tổng nhiều cao là 54 ạ. Tím tuyết siêu bông anh chị. Quả này cho mình là quần 11 nha cô chú anh chị. Dạ quần 11 rồi. Mã số 21 tím siêu hoa này em xin Zalo cô chú anh chị mức giá là 230 nha. 230 em tím siêu hoa mã số 21. Tím tuyết siêu bông. Mã số 22 em hồng gân. Tổng tiếng nghe là 40. Tổng chiều cao là 60 ạ. Mình cổ ý mình lên là quần 11 nha cô chú anh chị. Dạ quần 11 rồi. Mã số 22 em xin Zalo cô chú anh chị mức giá là 230 em mã số 22 cũng là mã số cuối cùng em nha cô chú anh chị. Rồi thì cuối video em cũng mong ngắt thái. Cảm ơn cô chú anh chị mà đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em à. Thì nhà vườn em có đi sỉ hoặc lẻ rất nhiều màu cô chú anh chị. Cô chú anh chị ưng thì alo giúp em nha. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn em Ngọc Hân ha. Hôm nay clip hoa rất là đẹp quý anh chị em.